Và đặc biệt là tại các khu chung cư, hàng năm cứ đến mùa này thì lại ghi nhận rất nhiều những trường hợp tổn thương da bởi kiến ba khoang. Tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu ghi nhận sự gia tăng các bệnh nhân đến khám và điều trị da do dính độc tố của kiến ba khoang. Và sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi. Kiến ba khoang có thân hình thon dài, có khoang đen cam xen kẽ. Loại kiến này thường sống ở các ruộng lúa, cỏ mục, vườn cây, bãi rác thải, công trình đang xây dựng, cũng thường bay vào trong nhà theo ánh đèn, đậu vào quần áo, khăn mặt, giường chiếu, chăn màn. Theo Cục Y tế Dự phòng, trong cơ thể kiến ba khoang có chứa độc tố với độc tính mạnh gấp 12 đến 15 lần nọc độc của rắn hổ. Nhưng do tiếp xúc nhỏ và chỉ ở ngoài da nên không đủ gây chết người như nọc rắn. Sau khi tiếp xúc gây rát bỏng tại chỗ, nếu tổn thương trên diện rộng có thể sốt, đau dây thần kinh, đau khớp, nôn ói. Qua một thời gian, vết thương do bị kiến ba khoang cắn sẽ trở nên ngứa ngáy, nổi bọng nước, viêm loét. Thương tổn trên diện rộng có thể gây ra sốt nhẹ, nổi hạch lân cận, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Mới đầu nó ra rát thì bắt đầu mình cho tay mình rát và nó ngứa, cho tay mình gãi, chà cái là tự dưng là nó phồng lên rồi bắt đầu nó lở. Thì do này loại này là sống ở ruộng lúa nên thường những người làm nông thì thường rất có nguy cơ bị bay vào người. Ngoài ra là kiến này cũng bị thu hút bởi ánh đèn nên những người làm việc dưới ánh đèn có thể bị kiến rơi vào cổ, mặt hoặc thân mình. Nếu vô tình thì lấy tay đập, bệt hoặc chà sát kiến ba khoang thì sẽ làm chất betadine trong thân con kiến tiếp xúc với da. Viêm da tiếp xúc do côn trùng có thể bị nhầm với một số bệnh ngoài da, đặc biệt rất giống bệnh zona nên cần phân biệt và chẩn đoán đúng bệnh. Khi kiến ba khoang đậu lên người, cần khéo léo loại bỏ, không dùng tay trần để bắt, rửa vùng tiếp xúc bằng nước sạch và xà phòng, sau đó dùng thuốc sát trùng nhẹ và đến gặp bác sĩ để chữa trị. Khi thương tổn đã phỏng rộp, tùy vào mức độ tổn thương mà bác sĩ chỉ định thuốc phù hợp. Trường hợp nhẹ chỉ cần sát trùng, bệnh tự giới hạn. Nếu tình trạng trung bình và nặng thì phải bôi thuốc dịu da, uống kháng sinh khi có dấu hiệu bội nhiễm. Các triệu chứng thường gặp là nổi mụn nước, bóng nước trên nền hồng ban sau khi tiếp xúc với độc tố khoảng 12 đến 36 tiếng. Thì hình dạng tổn thương thường gặp là những vệt đường thẳng dài do vô tình tai vệt hoặc gãi làm độc tố lan theo đường gãi. Người bị cắn có thể cảm thấy ngứa hoặc bóng rát. Một số trường hợp phản ứng viêm mạnh có thể gây sốt nhẹ hoặc nổi hạch vùng lân cận. Để phòng chống kiến ba khoang, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo nếu có sự hiện diện của kiến ba khoang trong khu vực, nên thay đèn huỳnh quang bằng đèn có ánh sáng màu vàng vì kiến ba khoang rất thích ánh sáng đèn huỳnh quang. Ngăn chặn kiến ba khoang vào nhà bằng cách sử dụng lưới chống côn trùng ở cửa sổ và các cửa ra vào, ngủ trong màn, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cây cỏ xung quanh nhà, vì đây là nơi trú ẩn tốt cho kiến ba khoang. Giũ mạnh khăn mặt, quần áo trước khi dùng. Khi đi làm trên đồng ruộng, vườn cây, nhất là vào mùa mưa bão, cần dùng phương tiện bảo hộ như quần áo dài tay, đội mũ, nón, khẩu trang và đi ủng.